Đang qua mà em xin từ các bạn ơi. Cảm ơn mọi người nha. Hello. Thôi một chút xíu rồi đẹp. Mọi người cho bộ cầm cái máy đi mọi người. Sao mọi người máy nào cũng biết như vậy. Sao mình không đi qua
Dạ được, dạ được. Bạn dạ nhờ mấy bạn đằng sau chụp hộ em với bạn nhân viên, mấy bạn nhân viên chụp cho. Mọi người ơi, cho em xin quay một số đi. Mọi người lôi lại cho em xin một số quay nha mọi người. Cho em xin lùi xuống nữa đi mọi người ơi. Mọi người lùi xuống giúp em lại kia cho em đi nha. Mình là... Dạ dạ cô ơi, cô đứng xuống cái đây còn con cô. Rồi Sam ơi, mình vẫy tay vô máy mình ra Sam. Xin kính chào tất cả các vị khách quý, những người VIP, những khách hàng đáng mến và tất cả những ai đang có mặt ở sự kiện của IB Moda. Và đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang theo dõi livestream của IB Moda. Hiện giờ thì Trần Ngọc đang có mặt ở khu vực với một bối cảnh rất đẹp mắt. Đây là sự kiện để ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè Harmony của thương hiệu thời trang IB Moda. Và quý vị thân mến, để bù đắp cho một phần thiếu vắng bộ sưu tập Xuân Hè của năm ngoái, năm 2022 không thể nào mà tổ chức một sự diễn được, thì đêm nay IB Moda quyết định sẽ set up một chương trình thật là nhiều cảm xúc và sẽ có rất nhiều phần quà đặc biệt dành cho quý vị đang theo dõi trên nền tảng trực tiếp của chúng tôi trên Facebook, YouTube và TikTok của IB Moda. Chúng ta hãy cùng theo dõi livestream ngày hôm nay từ đầu đến cuối để biết xem mình có phải là người may mắn nhận được những món quà rất là xịn sò của IB Moda không các bạn nhé. Và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn những nhà tài trợ, đó là hai thương hiệu giày dép Vascara và thương hiệu dược mỹ phẩm số 1 trên thế giới Vichy. Các bạn biết không, khi mà đứng ở đây có mặt trong sự kiện của chúng ta, tôi có một cảm giác rất là hồi hộp, bởi vì là nếu như mà đứng ở đây trên tư thế của người đàn ông như tôi cảm giác như mình như một cây xương rồng ngành củ khô. Ở đây có quá nhiều những bông hoa xinh đẹp và chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay những celebrity hàng đầu của showbiz Việt Nam, những khách mời của chúng tôi, những người mẫu đáng mến chuyên nghiệp đến đây sẽ mang lại thật là nhiều cảm xúc và thật là nhiều điều tuyệt vời cho quý vị. Và quý vị thân mến, bộ sưu tập của chúng tôi ngày hôm nay với bộ sưu tập Spring Summer 2023 mang tên Harmony với thông điệp đó là đánh thức thanh âm trong bạn. Nói đến cụm từ đánh thức thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là thời điểm mà tôi sẽ cần phải nhắc nhở bản thân này và nhắc nhở tất cả những khán giả của IB Moda là chúng ta hãy tập trung theo dõi livestream ngày hôm nay để biết đâu bạn sẽ là người may mắn nhận được quà rất tuyệt vời và bạn sẽ được thưởng thức những hình ảnh vô cùng đẹp mắt đến từ những bộ sưu tập của IB Moda ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với những model tài năng và những cụm từ không thể thiếu trong làng thời trang Việt Nam của chúng ta. Ngay bây giờ hãy cùng đến với những vị khách mời đầu tiên trên thảm đỏ này.
hãy cùng chào đón quán quân của cuộc thi siêu mẫu châu Á Quỳnh Anh cùng với Trà My, Rosa và Bích Thủy. Chào các cô gái xinh đẹp. Đấy, các bạn đã hiểu điều mà tôi vừa chia sẻ lúc nãy chưa? Khi mà đứng cạnh những bông hoa thì thấy mình giống cây xung động này. Cảm ơn các em ngày hôm nay đã đến đây và sẽ đến với cùng ra mắt sưu tập Harmony của IVN. Đây, chúng ta sẽ trò chuyện một chút trước khi mà đến với sự kiện chính nhé. Vâng, khi mà chúng ta có một cái câu chuyện đó là thanh âm và đánh thức thanh âm trong bạn một cách nói ví von để chúng ta nói về bản thân những người phụ nữ đánh giá mình ra sao, nó thể hiện những điều gì. Và hãy chia sẻ một câu nói của các bạn khi mà chúng ta nhắc đến vấn đề là thanh âm trong trái tim người phụ nữ ạ. Và nhìn cô ấy đã thấy toát lên một năng lượng rất lớn và rất nhiều cảm hứng cho rất nhiều chị em khác. Và bây giờ hãy cùng chào đón và khách mời tiếp theo của chúng tôi ạ. Và tôi xin phép tôi sẽ mời Phương Nhi lên đây trước đi. Xin lỗi Phương Nhi, bởi vì anh bị cái đèn kia chói quá, anh không nhìn thấy em. Em đứng tiến lên một tí ạ. Chưa kể tới lúc nãy ở đâu ấy, em cũng rất là rực rỡ. Anh hơi chói mắt đấy, anh suýt nữa không nhận ra em, nên em đẹp quá. Cảm ơn em. Phương Nhi, được không phải chết? Vâng, Nhi và Sang để không? Em đứng đây, chị Sang không câu nguyện nhiều đấy lắm, đúng không? Nếu như mà em có các một điểm đối rất nâng đỡ đàn em. Đây, ví dụ như những người phụ nữ như chia sẻ và yêu mến nhau đúng không ạ? Em cứ đứng giữa, đây là khoảnh khắc của em. Nhi thân mến, ngày hôm nay thì có Sang này, có anh Ngọc ở đây này. Và đặc biệt chúng ta đã có mặt sự kiện Harmony của anh Nhi với một cái chủ đề là đánh thức thanh âm là một cô gái trẻ là người phụ nữ hiện đại thời đại mới, thì cái chủ đề này mang lại cho bạn cảm nhận như thế nào? Và hôm nay cũng đã tham gia rehearsal cho bạn, hôm nay cũng đã rất là mong muốn.
Quay không?